Giới thiệu model trân trọng ạ. Đây là lần đầu tiên mình có cơ hội tham gia một buổi workshop về ngành thời trang. Sự kiện lần này được OWEN tổ chức là buổi sinh nhật đánh dấu hành trình 16 năm hoạt động của thương hiệu. Mình rất là may mắn khi có cơ hội được hợp tác cùng OWEN, nên là lần này lại may mắn được mời tham dự buổi workshop. Buổi workshop ngày hôm nay rất hay, được tổ chức theo concept đầm ấm kiểu không khí gia đình ấy. Vừa bước vào cửa hàng là khu vực trưng bày sản phẩm và có hành trình 16 năm những bước thay đổi của OWEN rất là ấn tượng nha. Còn mọi người muốn check in thì ghé qua khu vực này nha. Mọi người mệt hay là khát nước thì quay lại, cũng rất là nhiều đồ ăn. Đối tượng được mời của buổi workshop này thì đa số là đối tác và các khách hàng của OWEN, những người có cùng sở thích với thời trang và xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân. Và buổi workshop này thì được mọi người chia sẻ rất nhiều khía cạnh, ngoài thời trang ra thì còn cả về phong thái, cách giao tiếp, nói chung là rất là nhiều kiến thức hay ở đây. Ngoài những kiến thức của buổi workshop thì mọi người còn được chơi những trò chơi với phần thưởng lên đến 1,6 triệu nữa nha. Trò chơi rất là vui, nhưng mà mình là người hướng nội nên là mình không tham gia. Trong buổi workshop ấy thì mình có đi thử vài phong cách mới để có thêm nhiều trải nghiệm hơn. Mọi người có thể xem hai fit này, xem mình mặc có hợp không. Mà mọi người chú ý này, trong cái thời gian từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 7, mọi người mua tại cửa hàng của OWEN sẽ được giảm giá lên đến 50% nữa nha. Nên là mọi người tranh thủ đến OWEN sớm để sắm đồ nha.